Xin chào các em. Chúng ta đã từng nghe một câu đó là nếu ngành giao thông vận tải đi trước một bước thì các ngành khác sẽ nối bước theo sau. Qua câu nói này thì chúng ta cũng đã thấy được cái tầm vai trò quan trọng của ngành giao thông vận tải. Và đây là một ngành dịch vụ thiết yếu của xã hội, và sự phát triển của ngành này được xem là thước đo phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia. Vậy thì ngành giao thông vận tải sẽ có những đặc điểm gì? Và hiện nay trên thế giới, ngành giao thông vận tải đang phát triển và phân bố như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài số 34, đó là địa lý các ngành giao thông vận tải. Trước hết thì mời các em, chúng ta sẽ nắm rõ về cái vai trò của ngành giao thông vận tải. Chúng ta thấy là từ cái nguồn nguyên liệu đến nhà cung cấp, sản xuất, phân phối, khách hàng và tiêu dùng thì đều có sự tham gia của hoạt động giao thông vận tải. Và ngành này nó giúp cho các hoạt động sản xuất diễn ra một cách liên tục và bình thường. Vậy ngành giao thông vận tải nó sẽ có vai trò đó là vận chuyển những nguyên liệu, vật liệu, tư liệu, kỹ thuật đến nơi sản xuất và đưa đến sản phẩm đến nơi tiêu thụ, và thúc đẩy những cái hoạt động sản xuất, kết nối các ngành kinh tế với nhau. Vậy các em hãy nhớ rằng đây là ngành dịch vụ quan trọng và là khâu không thể thiếu giúp cho quá trình sản xuất, tiêu thụ được diễn ra một cách liên tục và bình thường. Thứ hai, chúng ta thấy là trong cái ngành giao thông vận tải, nó sẽ tạo được cái mối liên kết xã hội giữa các địa phương, giúp tăng cường mối giao lưu, hợp tác giữa các quốc gia. Nếu mà chúng ta xây dựng các cái tuyến đường đi lại giữa các quốc gia thì cái quá trình giao thương buôn bán cũng sẽ được kích thích nhiều hơn, cũng sẽ được phát triển nhiều hơn, sẽ tăng liên kết giữa các địa phương nhiều hơn. Còn nếu không có giao thông vận tải thì cái quá trình mà trao đổi hàng hóa cũng như là liên kết giữa các địa phương nó cũng sẽ giảm thiểu, và nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của cái vùng đó hoặc là quốc gia đó. Tiếp theo nữa là giao thông vận tải sẽ góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có của mỗi vùng và các quốc gia. Ví dụ như là các cái tài nguyên khoáng sản, nếu mà chúng ta có những cái tuyến đường để vận chuyển, khai thác những tài nguyên khoáng sản đó ra bên ngoài thì chúng ta cũng sẽ thu được một cái nguồn lợi nhuận rất là lớn. Ngoài ra thì ngành giao thông vận tải còn thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, vì nó giúp cho những các ngành khác diễn ra một cách liên tục hơn, bình thường hơn. Nên là nếu mà giao thông vận tải phát triển thì cũng sẽ kích thích được cái ngành nông nghiệp phát triển, ngành công nghiệp phát triển, và từ làm thay đổi về sự phân bố dân cư trên thế giới. Những cái nơi mà là những cái đầu mối giao thông lớn thì sẽ là những cái nơi tập trung đông dân cư. Và cái một cái nhu cầu, cái vai trò cơ bản nhất đó là giúp cho cái nhu cầu đi lại của con người được diễn ra một cách thuận tiện, thông suốt hơn. Nếu lúc trước là chúng ta sử dụng bằng đường bộ thì hiện nay có rất là nhiều cái tuyến đường, các loại hình để chúng ta đi, ví dụ như là máy bay có thể rút ngắn được khoảng thời gian đi rất là lớn, hoặc là có thể đi tàu cao tốc hoặc là tàu lửa, các loại hình rất là đa dạng để con người, giúp cho cái nhu cầu của con người nó diễn ra nhanh hơn, thuận tiện hơn. Vậy đặc điểm của ngành giao thông vận tải là gì? Chúng ta thấy là xét về đối tượng phục vụ của ngành giao thông vận tải đó là con người và những sản phẩm vật chất. Cái thứ hai nữa, sản phẩm thì giao thông vận tải sẽ vận chuyển chuyên chở về người và hàng hóa. Và để xét về những cái sự tiện nghi và chất lượng của giao thông vận tải thì chúng ta sẽ xét về cái tốc độ chuyên chở, là sự tiện nghi và sự an toàn. Và tiêu chí đánh giá của giao thông vận tải, trước hết là chúng ta cần hiểu đó là khối lượng vận chuyển. Khối lượng vận chuyển đó là được tính bằng số lượt khách hoặc là số tấn hàng hóa. Còn khối lượng luân chuyển có nghĩa là số lượt khách trên quãng đường đi được, là khách trên km hoặc là số tấn trên km. Và cự ly vận chuyển trung bình được tính là số km hàng hóa hoặc là khách đó đã đi được. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một bài tập để hiểu rõ hơn về khối lượng vận chuyển, cự ly vận chuyển cũng như là khối lượng luân chuyển. Chúng ta có một xe khách chở 50 người đi từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh với quãng đường là 309 km. Như vậy cái khối lượng vận chuyển ở đây chính là 50 hành khách, và cái cự ly vận chuyển là 309 km, và khối lượng luân chuyển thì là số hành khách trên cái quãng đường đi. Như vậy chúng ta sẽ lấy 50 nhân 309 là ra 15.450 khách trên km.
Ngoài ra thì chúng ta thấy là giao thông vận tải còn có đặc điểm nữa, đó là sự phân bố của ngành giao thông vận tải có tính đặc thù và theo mạng lưới, theo những cái tuyến đường hoặc là các cái đầu mối giao thông. Và giao thông vận tải chính là khâu quan trọng của dịch vụ logistics. Logistics là những cái hoạt động về dịch vụ kho bãi, hải cảng, thuế, hải quan, vân 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 vân. Vậy thì chúng ta thấy là giao thông vận tải ở mỗi quốc gia là khác nhau, và nhân tố nào đã tác động đến sự phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua phần 3. Trước hết đó là vị trí địa lý. Vị trí địa lý thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự có mặt của loại hình giao thông vận tải nè, sự phát triển của loại hình giao thông vận tải cũng như là sự phân bố của loại hình giao thông vận tải. Và đây là một cái nhân tố khá là quan trọng, và nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của cái ngành này. Tại các những cái đầu mối giao thông quan trọng thì cái mạng lưới giao thông cũng sẽ dày đặc, và các loại hình giao thông cũng sẽ đa dạng, và khối lượng vận chuyển cũng như là khối lượng luân chuyển dịch vụ vận tải cũng sẽ lớn hơn. Ví dụ như là chúng ta địa hình ở sa mạc thì chúng ta thấy là nó sẽ có những cái loại hình giao thông vận tải đặc thù như là lạc đà, hoặc là xe lửa, hoặc là máy bay trực thăng chẳng hạn. Hay là địa hình vùng cực thì chúng ta sẽ có về những cái tuần lộc nè, chó tuyết, trực thăng, hoặc là vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là vị trí địa lý thì nó sẽ quy định về sự có mặt của loại hình giao thông vận tải, và nơi đó có phát triển loại hình giao thông vận tải hay không. Đến nhân tố tự nhiên thì chúng ta thấy là nhân tố tự nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phân bố và các hoạt động của các loại hình giao thông vận tải, trong đó thì nổi bật nhất là địa hình và khí hậu. Ví dụ như địa hình thì nó sẽ quy định về sự có mặt và vai trò của loại hình giao thông vận tải. Ngoài ra thì địa hình còn ảnh hưởng đến công tác thiết kế và khai thác của các công trình giao thông. Cô giả sử như là nếu cái khu vực đó có sông thì cái công tác thiết kế thường là những cái cầu. Khi mà có sông thì chúng ta sẽ xây dựng các cái cầu bắc qua sông, thì nó sẽ ảnh hưởng đến công tác thiết kế của nơi đó. Hoặc là những cái vùng đèo Hải Vân đi, thì chúng ta sẽ xây dựng những cái đường thì nó ngoằn ngoèo, dốc cao hơn là khu vực ở đồng bằng. Thì có công tác thiết kế giữa cái khu vực đồi núi và khu vực đồng bằng, thì cái về cái cách thiết kế về các cái tuyến đường thì nó cũng sẽ khác nhau. Ngoài ra thì còn có nhân tố khí hậu và thời tiết thì nó cũng ảnh hưởng sâu sắc đến các cái phương tiện giao thông vận tải. Những cái điều kiện như là mưa gió, sương mù, băng tuyết thì sẽ cản trở đến hoạt động của giao thông vận tải. Ví dụ như là bão thì các hoạt động từ ngoài biển, hoặc là máy bay thì chúng ta thấy là họ sẽ không cất cánh vào những cái ngày đó. Thì thời tiết nó ảnh hưởng đến hoạt động của loại hình giao thông vận tải. Ngoài ra thì chúng ta thấy là còn có nhân tố về kinh tế xã hội, và sự phát triển và phân bố của kinh tế xã hội thì nó có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển và phân bố của loại hình giao thông vận tải. Và các cái ngành kinh tế khác của ngành giao thông vận tải nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của những cơ sở kinh tế nè, việc lựa chọn cái loại hình giao thông vận tải như thế nào, mật độ giao thông vận tải, hướng và cái cường độ vận chuyển. Đồng thời các ngành kinh tế khác trang bị cơ sở vật chất cho các ngành giao thông vận tải. Và chúng ta thấy là ví dụ như là kinh tế phát triển, những quốc gia mà có kinh tế phát triển thì chúng ta sẽ có nhiều cái phương tiện, những cái loại hình giao thông để chúng ta lựa chọn đi lại nhiều hơn. Ngoài ra thì cái sự phân bố dân cư cũng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến vận tải hành khách. Nếu mà khu vực đó dân cư đông đúc thì cái mạng lưới cũng như là cái sự đa dạng về các phương tiện nó cũng sẽ nhiều hơn. Nó cũng sẽ làm việc với cường độ cao hơn. Còn khoa học công nghệ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển nè, rồi cái việc hiện đại hóa cũng như là chất lượng của các loại phương tiện. Ví dụ như là ở bên Nhật thì chúng ta sẽ thấy là có những cái tàu cao tốc đi với vận tốc gần tới 600 km/h nhờ ứng dụng khoa học công nghệ cao, hoặc là những máy bay chúng ta thấy là có nhiều nước sản xuất ra những cái máy bay rất là to, rất là rộng, thậm chí là có máy bay cả những cái loại máy bay 2 tầng.
thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự hiện đại về cái chất lượng phục vụ cho khách hàng cũng như là tốc độ di chuyển như thế nào. Hoặc là chúng ta thấy là Việt Nam cũng đang xây dựng những cái loại hình giao thông vận tải đa dạng hơn, những cái tuyến đường cao tốc để phục vụ cho con người, giúp ngắn được cái khoảng thời gian di chuyển, ví dụ như là Long Thành Dầu Dây, giúp cho tốc độ di chuyển của chúng ta cũng được nhanh hơn. Ngoài ra thì cái vốn và chính sách, chúng ta thấy là vốn và chính sách cũng sẽ tác động đến mạng lưới và cái mức độ hiện đại hóa. Nếu chúng ta có nhiều vốn và chính sách đầu tư về giao thông vận tải thì quốc gia đó cũng sẽ có nhiều loại hình giao thông vận tải hơn, hoặc là đầu tư để phát triển ra những cái loại hình giao thông vận tải có tốc độ di chuyển nhanh hơn, giúp cho cái đời sống của con người tiện nghi hơn cũng như là quá trình vận chuyển hàng hóa được thuận tiện hơn. Vậy thì bây giờ sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu xong về các cái nhân tố ảnh hưởng đến giao thông vận tải rồi thì mình sẽ tìm hiểu về từng loại hình giao thông vận tải. Trước hết thì chúng ta sẽ có các loại hình giao thông vận tải như là đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không, đường bộ hay còn gọi là đường ô tô, vân vân. Trước hết là chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình phát triển và phân bố của đường sắt. Đường sắt là một cái loại hình vận tải ra đời rất là sớm và nó gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ nhất nhờ cái sự phát minh ra đầu máy hơi nước. Và hiện nay thì ngành đường sắt có nhiều thay đổi mạnh mẽ về cái sức kéo đường ray, tải trọng, tốc độ di chuyển và công nghệ vận hành, nhằm đáp ứng được cái nhu cầu hàng ngày của con người ngày càng tăng. Và tại nhiều quốc gia thì việc cải tiến về tốc độ chạy thì giúp cho các cái tàu này có thể chạy nhanh hơn và an toàn tiện nghi hơn. Điển hình như là chúng ta thấy là có tàu điện Phục Hưng của Trung Quốc với tốc độ là 350 km/h, tàu TGV của Pháp hay là tàu Shinkansen của Nhật Bản với tốc độ là khoảng 320 km/h. Và hiện nay thì chúng ta thấy là tình hình phân bố cái loại hình đường sắt này trên thế giới thì nó có khoảng 1,37 triệu km đường sắt vào năm 2020 và có nhiều loại hình như là đường sắt mặt đất hoặc là đường sắt trên cao, đường sắt dưới lòng đất. Và tại các đô thị lớn á, thì hệ thống tàu điện ngầm cũng được chú trọng phát triển để đáp ứng nhu cầu vận tải của những hành khách trong đô thị. Ví dụ như chúng ta có thể đi qua Singapore, đi qua Nhật Bản, đi qua Hàn Quốc thì chúng ta thường xuyên sử dụng những cái hệ thống tàu điện ngầm ở dưới lòng mặt đất. Việt Nam chúng ta hiện chưa có nhưng mà hiện nay cũng đã phát triển lên một bậc là có tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, cũng là một trong những cái bước phát triển của cái đường sắt đô thị. Và đây là cái sự phân bố hệ thống cái đường ô tô và đường sắt. Chúng ta thấy là đường sắt là những cái đường mà màu đen đứt quãng, thì đường sắt phân bố tập trung ở các quốc gia như là khu vực Tây Âu nè, khu vực Hoa Kỳ hay là Trung Quốc, Ấn Độ và Liên bang Nga. Và đây là cái biểu đồ thể hiện cơ cấu về chiều dài đường sắt lớn trên thế giới. Chúng ta thấy là nhiều nhất đó là châu Mỹ chiếm 36,9%, tiếp đến là châu Á chiếm 32,8% và thấp nhất đó là châu Đại Dương là 2,9%. Và hình 34.5 đó là biểu đồ các nước có chiều dài đường sắt lớn nhất, đó là đứng đầu là Hoa Kỳ với 239,2 nghìn km, tiếp đến là Trung Quốc, Liên bang Nga, Canada và Ấn Độ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu về đường ô tô. Đường ô tô, về tình hình phát triển của đường ô tô thì chúng ta thấy đây là một cái loại hình rất là quen thuộc với chúng ta và nó ra đời rất là sớm, phát triển mạnh mẽ và phân bố phổ biến nhất hiện nay là nhờ cái tính ưu việt của nó, vì nó là di chuyển nhanh và trên có tính cơ động trên mọi địa hình khác nhau và nó kết nối được các cái phương tiện khác, ví dụ như là chúng ta thấy là nhà ga, xe lửa, chúng ta cũng thấy là có phương tiện ô tô, sân bay cũng có, hoặc là các phương tiện tàu thủy thì chúng ta thấy là tại các cảng thì cũng có các loại hình này, nó có thể kết nối với các loại hình này. Và các thành tựu khoa học công nghệ được liên tục cập nhật và ứng dụng trong các cái phương tiện vận tải ô tô giúp cho nó tiện nghi hơn, tiên tiến hơn, an toàn và thân thiện với môi trường hơn. Hiện nay thì chúng ta thấy là có rất là nhiều cái xe chạy bằng năng lượng mặt trời, thân thiện với môi trường. Và cái tình sự phát triển số lượng của ô tô hiện nay chúng ta thấy là không ngừng tăng lên. Trong đó thì tăng mạnh nhất đó là phương tiện ô tô thân thiện với môi trường và có độ an toàn cao. Và cái mạng lưới đường xá
của đường ô tô hiện nay thì cũng được cải thiện nhiều hơn, nhất là hệ thống đường cao tốc. Và phân bố về đường ô tô thì chúng ta thấy là màu đỏ này. Đường ô tô thì phân bố khắp mọi nơi nhưng là tập trung nhiều nhất vẫn là Hoa Kỳ nè, Trung Quốc, Ấn Độ, các nước EU, Liên minh châu Âu. Và Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Tây Âu là những cái quốc gia mà có sở hữu về sở hữu và sử dụng cái ô tô cao nhất trên thế giới hiện nay. Đây là cái mạng lưới đường ô tô của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy là đây là một mạng lưới rất là dày đặc và có những nhiều cái công trình giao thông rất là vĩ đại, giúp kết nối giữa các vùng và phát triển các cái ngành liên kết giữa các quốc gia với nhau. Đây là top 10 quốc gia có mạng lưới đường bộ dài nhất, thì đứng đầu vẫn là Hoa Kỳ ha, tiếp đến là Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, vân vân. Ở đây là những thành phố có mạng lưới đường bộ dài nhất. Chúng ta thấy là có rất là nhiều ha. Trong đó thì mình thấy là có thể đọc được một số quốc gia như là Paris của Pháp, London của Anh, Chicago, Washington, New York, vân vân. Tiếp đến là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mạng lưới đường hàng không. Đây là một cái loại hình giao thông khá là trẻ và mới xuất hiện gần đây, nhưng mà phát triển với một cái tốc độ khá là nhanh. Trong đó thì ngành hàng không là một cái ngành có những cái bước tiến thần tốc nhất về khoa học kỹ thuật và cái tính ưu việt của nó, cũng như là tốc độ di chuyển. Và cái số lượng máy bay dân dụng trên thế giới thì không ngừng tăng lên, có khoảng là 35.000 chiếc đang hoạt động, và máy bay ngày càng hiện đại và cái vận chuyển được các khối lượng ngày càng nhiều hơn, và quãng đường bay nó cũng xa hơn. Và hiện nay chúng ta thấy là có khoảng 15.000 sân bay dân dụng đang hoạt động và tập trung ở khu vực chủ yếu là Bắc Mỹ nè, hoạt động ở khu vực Tây Âu và khu vực Đông Á. Và các hãng hàng không cũng như là tuyến hàng không nhộn nhịp vượt qua khu vực Đại Tây Dương nè, kết nối giữa châu Âu, châu Mỹ, tuyến nối giữa Hoa Kỳ và các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và hiện nay thì Việt Nam chúng ta thì cũng có rất là nhiều sân bay, trong đó có thể kể đến một số sân bay quốc tế như là Tân Sơn Nhất, hoặc là Nội Bài, sân bay Phú Bài, sân bay cảng hàng không Cam Ranh, hoặc là sân bay quốc tế Phú Quốc chẳng hạn, vân vân. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua ngành đường biển. Ngành đường biển thì hiện nay đây là cái ngành giao thông đường biển phát triển khá là sớm và chủ yếu là vận tải ven bờ, và khối lượng vận chuyển, cự ly vận chuyển nhỏ, và cái khối lượng vận chuyển khá là nhỏ và cự ly vận chuyển thì tương đối ngắn. Hiện nay thì cái sự phát triển của cái ngành giao thông đường biển này có thể là kết nối giữa các khu vực cũng như là các quốc gia với nhau. Và để rút ngắn được các cái phương tiện vận chuyển này, cái khoảng cách vận chuyển này, chúng ta sẽ có những cái con kênh đào như là kênh đào Suez ở châu Phi, kênh đào Panama ở khu vực châu Mỹ, kênh đào Kiel của Đức chẳng hạn, hoặc là vân vân. Và các cái tàu biển có cái kích thước và cái tải trọng ngày càng lớn hơn, và công nghệ vận hành cũng được cải tiến hơn, nên tốc độ về các cái tàu biển thì chúng ta thấy là cũng đi nhanh hơn và chú trọng đến môi trường ở đường biển. Và trên thế giới hiện nay thì có khoảng là 2 triệu tàu biển, và số lượng tàu biển không ngừng tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu. Và xét về phân bố của về các cái hoạt động đường biển thì chúng ta thấy là các cái tuyến sôi nổi nhất kết nối giữa châu Âu và châu Á Thái Bình Dương. Và các tuyến kết nối ven bờ của khu vực Đại Tây Dương. Và chúng ta thấy là phân bố hiện nay thì đường biển nó sẽ tập trung ở chúng ta thấy là hình ảnh về cái ký hiệu về cảng biển này thì sẽ tập trung dọc ở khu vực như là Trung Quốc này, hoặc là Nhật Bản,
ở Singapore và Cộng hòa Liên bang Đức. Và đây là những quốc gia mà đang sở hữu cái đội tàu biển nhiều nhất trên thế giới. Và ngoài ra thì các tuyến đường biển, chúng ta thấy là một số cái cảng biển có năng lực vận tải lớn thì phải kể đến đó là cảng biển Thượng Hải của Trung Quốc này, Singapore của Singapore, Hồng Kông của Trung Quốc và Rotterdam của Hà Lan. Đây là các cái phương tiện giao thông qua trên tàu biển, ví dụ như là tàu container. Chúng ta thấy là hiện nay Việt Nam mới ra cái tuyến phà Cần Giờ Vũng Tàu, có thể rút ngắn được cái khoảng cách mà đi ra Vũng Tàu từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái cầu Penang của Malaysia, đây là cái cầu dài nhất của Đông Nam Á. Tiếp đến đó là loại hình cuối cùng, đó là loại hình đường sông. Đường sông thì nó cũng giống như đường biển nhưng mà nó sẽ có cái quy mô nhỏ hơn. Và cái đường sông hồ này nó phát triển từ rất là sớm và có vai trò vận chuyển người và hàng hóa trên các hệ thống sông và các hồ tự nhiên. Và ngày nay thì các cái phương tiện cũng như là sẽ được cải tạo và góp phần vào cái nâng cao cái năng lực vận chuyển vận tải của đường sông. Và hiện nay để tăng cường cái khả năng giao thông vận tải thì người ta đã tiến hành cải tạo những con kênh sông ngồi, đào các cái con kênh kết nối giữa các khu vực vận tải với nhau. Và hiện nay thì cái việc mà phân bố thì một số hệ thống sông hồ lớn trên thế giới thì chúng ta phải kể đến như là hệ thống sông Dartrich của hoặc là sông Rhine của châu Âu, Trường Giang, Mekong, sông Hằng của châu Á, Mississippi, Amazon, hay là Ngũ Hồ của châu Mỹ, hay là sông Nil, Congo của châu Phi, và Hoa Kỳ và Canada, Nga là những quốc gia phát triển mạnh mẽ về đường sông hồ. Việt Nam chúng ta thì nổi tiếng về mạng lưới sông hồ, thì nổi tiếng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với mạng lưới sông ngòi rất là dày đặc và nhiều cái phương tiện vận chuyển bằng đường sông. Và đa số thì chúng ta thấy là ở đồng bằng sông Cửu Long thì cái phương tiện mà vận chuyển thông dụng nhất đó là đường sông. Và cái hình thức du lịch bằng các tuyến đường sông cũng như là một vận tải đường sông thì chúng ta có các chợ nổi như là chợ nổi Cái Răng hoặc là chợ nổi Cái Bè. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong về các loại hình giao thông vận tải cũng như là hiểu rõ được vì sao nếu mà giao thông vận tải đi trước một bước thì các ngành khác sẽ nối bước theo sau, bởi vì thể hiện được cái tầm quan trọng của cái ngành giao thông vận tải. Khi ngành giao thông vận tải phát triển thì chúng ta thấy rõ ràng nó sẽ kết nối các cái ngành khác phát triển theo. Vì vậy đối với một số các quốc gia, nếu mà muốn phát triển được kinh tế của mình thì cần phải đầu tư về cơ sở hạ tầng vật chất, đặc biệt là cơ sở hạ tầng về giao thông vận tải. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài tiếp theo.